Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử diễn viên Thúy Ngân, cô nàng đỏng đảnh của gạo nếp gạo tẻ. Ít ai biết rằng, Thúy Ngân đã từng giành giải Á hậu, cuộc thi nữ hoàng trang sức Việt Nam vào năm 2009. Sau đó cô đại diện nước ta tham gia nữ hoàng du lịch quốc tế năm 2011 và được lọt vào top 20. Cô diễn viên này được rất nhiều người yêu mến vì tính cách hòa đồng, thân thiện. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp trên mạng xã hội và nhận về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận. Tuy thành công trong lĩnh vực người mẫu từ trước đó, nhưng cô gái này lại chọn con đường điện ảnh để theo đuổi. Cho đến năm 2008, may mắn mỉm cười khi cô đã thành công trong sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Ngọc Hân trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Tiểu sử Thúy Ngân. Tên thật: Lê Huỳnh Thúy Ngân. Năm sinh: mùng 5 tháng 4 năm 1991. Quê quán: Tiền Giang. Nghề nghiệp: người mẫu, diễn viên, dẫn chương trình. Một vài bộ phim nổi bật của cô như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Hải đường trong gió, Số độc đắc. Sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, Thúy Ngân là chị cả. Chính vì thế, cô phải nỗ lực mỗi ngày để lo cho em mình. Khi đủ tuổi làm gia tiền, cô luôn làm việc hết mình để chăm lo cho người thân thật tốt. Cũng chính vì thế, khán giả thường xuyên thấy Thúy Ngân xuất hiện nhiều chương trình gần đây. Với vai diễn đầu tiên, Gia đình phép thuật, năm 2009. Sau đó, Thúy Ngân tham gia chương trình Nữ hoàng trang sức và đoạt giải Á quân, Hoa hậu Việt Nam 2010, lọt vào top 10. Từ đó, cô bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2011. Thúy Ngân, một con ong chăm chỉ trong showbiz. Sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, là chị cả, Thúy Ngân phải nỗ lực và gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Khi có thể làm gia tiền, nữ diễn viên luôn cố gắng thật nhiều để chăm lo cho người thân một cách tốt nhất. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta thấy Thúy Ngân xuất hiện trên nhiều hoạt động nghệ thuật của showbiz. Người đẹp có vai diễn đầu tay vào năm 2009 với vai phụ trong bộ phim Gia đình phép thuật. Cũng trong năm này, Thúy Ngân tham gia cuộc thi nữ hoàng trang sức, đoạt được giải Á quân, sau đó là Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20, thừa thắng xông lên, nữ diễn viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nữ hoàng du lịch quốc tế 2011 và xuất sắc ghi tên vào top 15. Từ khi mới vào nghề, Thúy Ngân luôn được đánh giá là người có vẻ đẹp sắc sảo, đường nét giỏi giang, cộng thêm tính cách cần cù, nghiêm túc nên nhận được nhiều thiện cảm từ trong đến ngoài showbiz. Sau khi ghi dấu trên đấu trường quốc tế, Thúy Ngân quay trở lại cuộc sống và công việc tại quê nhà. Ở đây, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim, hợp đồng quảng cáo và các dự án khác. Con đường nghệ thuật trở nên bận rộn và có mức thăng tiến hơn so với trước. Những bộ phim có sự diễn xuất của Thúy Ngân như Sao đổi ngôi, Nước mắt chảy ngược, Lấy chồng sớm làm gì. Tuy nhiên, đóng nhiều dạng vai, miệt mài làm việc, nhưng cô chưa thực sự ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Cho đến khi vào vai Ngọc Hân trong Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân mới thực sự được công chúng đón nhận. Cô đã tạo nên một cột mốc khá thành công trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhờ bộ phim Đình đám này. Cũng với vai diễn Ngọc Hân đã đem về cho Thúy Ngân giải nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng. Nhờ có sự kiện thành công đáng ghi nhận này mà nữ diễn viên chính ít trở nên đắt sâu, bận rộn với công việc và có thu nhập tốt hơn. Năm 2019, Thúy Ngân xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC, dù đóng nhiều phim, hoạt động giải trí thường xuyên, nhưng đứng trên cương vị người dẫn chương trình, không khỏi khiến nữ diễn viên có phần lo lắng. Quả thực ngày đầu làm MC, Thúy Ngân đã nhận được nhiều phản hồi không mấy tích cực từ phía khán giả, nhưng không vì thế mà cô từ bỏ. Nữ diễn viên đã trải qua nhiều ngày luyện tập, khắc phục khả năng nói trước đám đông, học cách nói khéo léo hơn, vì vậy, công chúng lại lần nữa thấy cô dần dần phát triển hơn và dẫn dắt nhiều chương trình như Ngạc nhiên chưa, Chuyện chưa 12 giờ. Cây táo nở hoa là bộ phim mới nhất của Thúy Ngân, cô đảm nhận vai Châu, thuộc tuyến nhân vật chính trong bộ phim này. Cô gái trong phim học giỏi, hiểu chuyện và là bác sĩ. Châu sống riêng với gia đình và là niềm tự hào của người anh lớn Thái Hòa, vai Ngọc. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.